Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình ha. Ở video này sẽ là đoạn chia sẻ ngắn về mà cách chúng ta sẽ phối thuốc để phòng trừ bệnh ghẻ ở trên cây dăm sành ở thời điểm mùa mưa và tình trạng mưa đang diễn ra như 2-3 ngày nay. Trên cây dăm sành thì tình trạng ghẻ thì sẽ có hai nguyên nhân hết các bạn, đó là do nấm và do vi khuẩn. Do vậy khi phối thuốc các bạn cần nên lưu ý là chúng ta sẽ phối hai gốc thuốc lại với nhau để phun và trị hiệu quả trên bệnh ghẻ của cây dăm sành. Ở thời điểm mưa liên tục thì ẩm độ cao nó sẽ tạo điều kiện cho cái bệnh ghẻ của mình nó phát triển. Do vậy đó các bạn cần phải phun phòng, tức là sau những cơn mưa lớn đó, mưa liên tục 2 hoặc 3 ngày đó, khi mà chúng ta thấy cái vườn của mình ẩm độ quá cao rồi đó và sẽ là điều kiện cho bệnh ghẻ nó phát sinh thì chúng ta sẽ tiến hành phun phòng. Đối với biện pháp phun phòng thì các bạn có thể sử dụng cái gốc thuốc là mancozeb. Mancozeb là gốc chỉ nấm. Nó thông dụng và hiệu quả. Tiếp theo là chúng ta sẽ là cộng thêm cái gốc trị vi khuẩn, đó là Casugamycin. Thì như trên màn hình các bạn có thể thấy ha, đây là thành phần mancozeb. Mancozeb là gốc chỉ nấm. Thành phần của nó là 800 g trên kg. Khi các bạn phun thằng mancozeb thì chúng ta sẽ cộng thêm là cái gốc trị vi khuẩn, đó là Casugamycin 2%. Tức là ở gốc thuốc Casugamycin thì hoạt chất này nó có tác dụng là trị vi khuẩn và mancozeb là nó có tác dụng là trị nấm. Do vậy ở thời điểm mà phun phòng thì các bạn nên là tiến hành là phun hai gốc thuốc đó lại với nhau để giúp cho cái biện pháp là phòng ghẻ của mình nó sẽ hiệu quả hơn. Hoạt chất mancozeb thì nó có chỉ tác dụng là trị nấm thôi các bạn. Ở mancozeb thì nó là đa phần là nó sẽ phòng là chính, chứ là cái tác dụng trị của nó sẽ không có hiệu quả không. Do vậy ở thời điểm mà cây của mình nó chưa bị ghẻ thì các bạn tiến hành phun phòng thì chúng ta sẽ tiến hành là phun thằng mancozeb cộng với cây sugamycin, là chúng ta sẽ kết hợp hai hoạt chất này với nhau để phun phòng hiệu quả vừa trị nấm và vi khuẩn. Ngoài ra ở trên cây cam sành để trị phòng trị ghẻ thì chúng ta có một hoạt chất thông dụng khác, đó là hoạt chất gốc đồng. Các bạn có thể thấy trên màn hình đây ha, copper oxit logai 50%, đó là hoạt chất gốc đồng. Về hoạt chất này thì nó sẽ có hai tác dụng là trị nấm và vi khuẩn. Do vậy khi phun hoạt chất gốc đồng như vậy nè thì các bạn chỉ cần phun một mình gốc đồng là được rồi, chúng ta không cần cộng thêm là vi khuẩn. Vì hoạt chất này là nó có tác dụng là trị nấm và vi khuẩn, và hoạt chất gốc đồng đa phần là nó sẽ là trị bệnh ghẻ trên cây cam sành rất là mạnh hết các bạn. Do vậy để bảo vệ hiệu quả thì các bạn có thể sử dụng là hoạt chất gốc đồng. Về biện pháp phun thì các bạn là tiến hành phun phủ trên trái như thế này ha. Đây là cái trái mà sau khi chúng ta tiến hành là phun phủ nè các bạn. Đó, cái phần mà thuốc nó sẽ bám dính trên toàn bộ trái. Cái phần thuốc bám dính này nó sẽ đem lại hiệu quả lớn là khi mà nấm bệnh nó tấn công trên trái thì cái phần thuốc là nó sẽ bao phủ và nó tấn công lại nấm bệnh, nó diệt mầm bệnh của mình. Nó sẽ hiệu quả hơn. Do vậy cái vấn đề phun các bạn cần lưu ý là chúng ta phải phun phủ toàn bộ thân, cây, lá và trái. Tình trạng mưa thì cái phần nước trong mương mình thì các bạn nên lưu ý là chúng ta tiến hành là giữ phần nước trong mương của mình ở cái mực nước là cố định hết các bạn. Nếu được rút cạn thì các bạn nên rút cạn ra, tại vì cái phần nước trong mương là ở thời điểm mưa nó rất là quan trọng. Nếu như mà cái phần nước của mình nó dâng lên thì là nó sẽ kéo theo cái thằng phèn dâng lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ, nó làm cho pH đất của mình nó bị thấp, nó làm cho rễ của mình nó bị sốc á. Cái thằng phèn dâng lên thì nó làm cho cái phần rễ nó bị sốc, nó ảnh hưởng đến quá trình nuôi trái của cây hoặc là nuôi lá. Còn nước nhiều quá, một nguyên nhân khác là nó sẽ làm cho lạnh rễ. Nếu mà là rễ của mình nó bị lạnh quá thì cái phần đầu chóp rễ của mình nó sẽ kém phát triển, từ đó khả năng hút dinh dưỡng của cây của mình rất là yếu. Do vậy ở thời điểm mùa mưa và những ngày mưa liên tục thì các bạn nên bơm ra hoặc là tiến hành rút nước cạn mương ra, rút càng cạn càng tốt. Đó là một số lưu ý ha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.